Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu bổ sung viên uống Ordinal Collagen có tác dụng gì cho làn da. Nếu như các bạn quan tâm thì Trang có 5 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về sản phẩm viên uống Ordinal Collagen cũng như là có khái niệm về collagen cho mình các bạn ha. Phần đầu tiên, collagen là gì? Thì collagen là gì thì Trang cũng giải thích rất nhiều ở những cái video trước rồi. Nếu như bạn chưa có xem qua thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ở video này các bạn nhé. Thì collagen là một loại protein quan trọng, chiếm khoảng 25-35% tổng lượng protein trong cơ thể. Nó giữ một cái chức năng là cái cấu trúc và hỗ trợ cho da, mô liên kết, sụn, xương, răng và những cấu trúc khác trong cơ thể. Da của chúng ta có chứa collagen để duy trì cái sự đàn hồi, độ căng và dẻo dai. Khi mà tuổi tác tăng lên, sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể nó sẽ giảm đi, dẫn đến sự mất mát và giảm đi chất lượng collagen. Điều này có thể dẫn đến là da mất đi cái tính đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn, sự chảy xệ và sự thô ráp trên da. Thì đó là dấu hiệu của tuổi tác đó, và nó báo hiệu cái sự lão hóa ngày càng đến với chúng ta khi mỗi ngày bạn càng lên tuổi thêm. Cho nên là chúng ta hãy chăm sóc ngay từ lúc đầu bằng việc là bổ sung những cái thực phẩm hay là những cái sản phẩm có chứa collagen để tốt nhất cho sức khỏe của mình. Phần thứ hai, cơ chế hoạt động của collagen. Thì cũng rất nhiều người thắc mắc là cơ chế hoạt động của collagen sẽ như thế nào. Thì collagen ngoại sinh dạng uống dùng trong thẩm mỹ làm đẹp đó là các dạng collagen thủy phân có trọng lượng phân tử thấp, được sản xuất từ da hay là mô liên kết của động vật trên cạn hoặc là dưới biển. Thì collagen uống trong làm đẹp chủ yếu là collagen type 1 và 3, với tác dụng là bổ sung collagen và chống lão hóa cho da an toàn nhất các bạn nhé. Khi mà chúng ta bổ sung collagen vào cơ thể qua đường uống, có nghĩa là bạn có thể dùng dạng nước, dạng viên hay dạng bột đều được hết, thì nó sẽ có tác động đến cái quá trình tổng hợp collagen trong da, kích thích sản xuất collagen và tăng cái tốc độ đổi mới cho da. Có nghĩa là những cái tế bào trên da của chúng ta nó sẽ tăng sinh một cách bình thường và nó hạn chế sự mất mát những cái tế bào và hạn chế sự lão hóa. Thì các axit amin trong collagen đường uống thì nó không phù hợp với các axit amin và những cái loại protein khác các bạn ha. Thì các lợi ích của việc bổ sung collagen bằng đường uống bao gồm là săn chắc da nè, giúp da ẩm mượt, giảm nếp nhăn, sáng màu da hơn, khỏe mạnh và làn da ít mụn, hạn chế tối đa nắng da tàn nhang. Ngoài ra thì tóc cũng rụng ít hơn, mọc nhanh hơn, tăng kích thước về mật độ của nang tóc, móng của chúng ta cũng trở nên dày hơn, chắc khỏe hơn. Thì đó là đôi nét về cơ chế hoạt động của collagen khi bạn dùng đường uống đưa vào cơ thể của mình. Phần thứ ba, bổ sung collagen có tác dụng gì cho làn da? Việc mà chúng ta bổ sung collagen đó có thể có một số những cái tác dụng lợi ích cho da các bạn nhé. Dưới cái dạng thực phẩm bổ sung thì collagen sẽ mang đến những cái tác dụng sau đây. Có nghĩa là bạn sử dụng những cái thực phẩm mà bạn bổ sung bằng đường uống vào cơ thể đó thì collagen sẽ mang đến những cái tác dụng điển hình như sau. Cải thiện độ đàn hồi cho da. Collagen sẽ giúp tạo ra cái cấu trúc và độ đàn hồi cho da. Bổ sung collagen có thể làm tăng cường sản sinh collagen trong cơ thể và cung cấp cái độ ẩm giúp da mịn màng, săn chắc hơn và giảm thiểu những cái vấn đề về nếp nhăn, chảy xệ, khô da hay là nám da tàn nhang các bạn ha. Hạn chế tối đa những cái vấn đề lão hóa trên da của các bạn.
khỏe cho tóc và đẹp cho móng. Collagen cũng hình thành quan trọng trong tóc và móng các bạn nhé. Việc bổ sung collagen có thể cung cấp dưỡng chất cho tóc và móng nè, giúp chúng trở nên khỏe mạnh hơn, giảm đi gãy gục và tăng cái độ bền cho tóc và móng của chúng ta. Đặc biệt là khi bạn uống collagen khoảng 1 tuần đó, bạn cũng cảm nhận rõ rệt nhất là trên cái móng tay của mình trước đó các bạn nhé. Hỗ trợ sức khỏe cho xương và khớp. Collagen chiếm phần lớn các thành phần của các mô xương và sụn. Bổ sung collagen có thể giúp cho bạn duy trì sự khỏe mạnh của xương và khớp, giảm nguy cơ loãng xương, bệnh viêm khớp và hỗ trợ phục hồi sau chấn thương ở sụn và xương rất tốt các bạn ha. Tăng cường sức khỏe cho tim mạch. Collagen cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong cấu trúc của mạch máu ở tim và các cơ quan khác trong cái hệ thống tuần hoàn. Thì bổ sung collagen nó sẽ giúp cho bạn duy trì sự linh hoạt của các mạch máu ở tim nè, tăng cường cái sức khỏe tim mạch một cách tốt hơn. Hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường sự tăng trưởng. Thì collagen có chứa các axit amin. Thì các amino acid này các bạn nghe nó quan trọng để hỗ trợ cái quá trình tiêu hóa và hấp thụ những cái dưỡng chất. Nó cũng cung cấp các giá trị cần thiết cho sự tăng trưởng và phục hồi các mô, giúp duy trì sự khỏe mạnh của cơ thể của chúng ta. Khi bạn thấy rằng là uống collagen vào, nếu như bạn chọn được dòng collagen chất lượng, an toàn thì nó sẽ mang đến rất nhiều những cái hiệu quả, những cái lợi ích cho sức khỏe và cho làm đẹp, chứ không riêng gì chỉ ngừa lão hóa thôi đâu các bạn nha. Cho nên hãy chọn một dòng collagen thật sự chất lượng để chúng ta đồng hành. Phần thứ tư, thời điểm nào nên bắt đầu uống collagen là tốt nhất? Thì cả nam và nữ đều bổ sung collagen được hết các bạn nhé, và nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Thời điểm bổ sung collagen lý tưởng nhất là bắt đầu từ 20 đến 25 tuổi để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc ngăn ngừa lão hóa da. Tuy cái hiệu quả còn phụ thuộc vào từng người nữa, bởi vì mỗi người nó sẽ có một cái cơ địa khác nhau, một cái lối sống, cái lối sinh hoạt cũng khác nhau nữa các bạn ha. Nhưng nhìn chung, bạn uống collagen càng sớm thì nó sẽ ngăn chặn tối đa cái quá trình lão hóa trong tương lai. Cho nên là nếu có điều kiện thì hãy chọn một dòng collagen tốt nhất để chúng ta đồng hành các bạn nhé. Thì các nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung collagen và đường uống, có nghĩa là những thực phẩm chức năng hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đó, là an toàn và hiệu quả nhất hiện nay và chưa ghi nhận những cái tác dụng phụ. Đó là những cái dòng collagen chất lượng các bạn nhé. Tuy nhiên, việc bổ sung collagen có thể không phù hợp đối với người ăn chay hoặc là những người có cơ địa dị ứng, bởi cái quá trình sản xuất collagen chủ yếu có nguồn gốc từ động vật. Và đối với phụ nữ mang thai và những người có bệnh lý đó, thì chúng ta cần tư vấn từ các nhân viên y tế có kiến thức chuyên môn để đảm bảo rằng bạn sử dụng dòng collagen đó an toàn và tốt nhất. Thì để đạt được hiệu quả tốt nhất thì bạn cần kiên nhẫn và uống collagen trong thời gian dài. Có nghĩa là tùy theo độ tuổi mà nó sẽ kéo dài từ 1 đến 3 tháng, 3 tháng hoặc là 6 tháng, thậm chí là 1 năm. Bổ sung kèm thêm vitamin C đều đặn để tránh đi những cái việc là lão hóa trong cơ thể, cũng như là giúp cho bạn hấp thụ collagen một cách tốt nhất. Còn nếu như bạn chọn được dòng sản phẩm collagen vừa kết hợp collagen thủy phân, tiết 1, 3, vitamin C, vitamin E, lecithin và biotin nữa thì rất tốt cho làn da, cho mái tóc cũng như là cho sức khỏe của các bạn. Phần thứ 5, giới thiệu viên uống Orinel Collagen. Thì Trang sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng viên uống Orinel Collagen. Thì đây là viên uống Orinel Collagen, một sản phẩm đến từ công ty dược phẩm Tâm Nhất, và sản phẩm này là do Trang phân phối độc quyền luôn các bạn nhé. Thì viên uống Orinel Collagen á, thì một hộp nó gồm có
3 vỉ, mỗi vỉ là 10 viên. Thì cái hộp này Trang đang sử dụng và Trang đồng hành cùng với viên uống Orinel Collagen cũng đã hơn 5 năm rồi. Cho nên những bạn nào đã từng xem qua những cái video của Trang chia sẻ ngay từ thời đầu tiên luôn á, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng nhận ra cái viên uống Orinel Collagen này. Ngoài ra thì những khách hàng đó thì cũng là khách hàng thân thuộc của Trang trong suốt gần ấy năm rồi mọi người ha. Thì Trang không cần phải giới thiệu nhiều về cái dòng sản phẩm này cho các cô chú anh chị và các bạn đang theo viên uống Orinel của Trang đâu. Nhưng mà đối với những cái bạn mới á, thì Trang có thể chia sẻ đến các bạn biết hơn về cái dòng collagen chất lượng này. Thì đây là Orinel Collagen, các bạn có thể xem những cái mặt cục của Trang. Đây là cái hộp nguyên mọi người nhé. Thì Orinel Collagen với những cái thành phần đặc trưng như là collagen thủy phân tiếp 1 và 3, vitamin C, vitamin E, lecithin và biotin. Đây là những thành phần có trong cái viên uống Orinel Collagen, có trong một viên uống này. Bạn không cần phải bổ sung những cái vitamin cần thiết để hấp thu collagen nữa, mà viên uống của chúng tôi đã cân chỉnh đầy đủ cho chúng ta rồi các bạn nhé. Và Orinel Collagen là một sản phẩm đã được các bệnh viện da liễu lớn trong cả nước chấp cánh cho dòng thương hiệu này, cũng như đã được lâm sàng về chất lượng an toàn và rất lành tính và tốt cho sức khỏe của mọi người. Cho nên là bạn hỏi trên dòng collagen nào an toàn nhất thì mạnh dạn nhất và tự tin nhất, cũng như là khẳng định 100% cho các bạn về một dòng collagen chất lượng, thì Trang sẽ chia sẻ cho bạn về viên uống Orinel Collagen. Không phải tự dưng Trang phân phối dòng sản phẩm này mà Trang chia sẻ đến tất cả mọi người một cách tự tin như vậy đâu các bạn ha. Các bạn cũng biết rồi đó, những ai theo ngành y dược thì người ta sẽ rất ít khi nào mà phóng đại lên được một cái dòng sản phẩm nào khác lắm. Cho nên là rất nhiều khách hàng nói là tại sao sản phẩm của Trang tốt như vậy, sao mà Trang không có quảng cáo thiệt nhiều lên để cho mọi người cùng tiếp cận. Bởi vì thật sự là Trang chỉ nói được những cái gì mà sản phẩm mang đến thôi các bạn ha, chứ Trang không có phóng đại cái viên uống của mình lên được các bạn nhé. Thì viên uống Orinel Collagen á, nó giúp cho làn da của bạn săn chắc, mịn màng, hồng hào hơn, tươi trẻ hơn, ngăn ngừa lão hóa, hạn chế tối đa cái sự xuất hiện lão hóa đến sớm nè. Ngoài ra nó rất thích hợp cho những ai đang gặp vấn đề về nám da, tàn nhang hoặc là da xỉn màu. Nếu như bạn kiên trì đồng hành theo đúng cái liệu trình hiện tại mà làn da của bạn đang gặp phải thì da của bạn sẽ rất nhanh cải thiện các bạn nhé. Rất nhanh ở đây không phải là 1 tháng hay là 2 tháng mà phải sử dụng theo đúng cái liệu trình, tùy thuộc vào từng cái mức độ da. Cho nên là khi các bạn nhờ Trang tư vấn và muốn sử dụng viên uống Orinel Collagen á, thì Trang tư vấn rất là kỹ. Và Trang khuyên là nếu như bạn thật sự muốn đồng hành cùng với viên uống này thì chúng ta nên bắt đầu, còn không á, bạn muốn tác dụng nhanh, bạn uống 1-2 hộp, 1-2 tháng bạn thấy không hiệu quả, bạn ngưng á, thì bạn đừng có sử dụng, bởi vì nó sẽ làm cho bạn vừa tốn thời gian, vừa tốn kém nữa. Bởi vì cái gì cũng vậy các bạn ha, phải đúng và đủ thì nó sẽ mang đến những cái hiệu ích tối đa nhất, chứ nó không nhanh. Bởi vì những sản phẩm an toàn và chất lượng thì nó luôn từ từ, chứ không nhanh như chúng ta mong đợi được. Cho nên là những ai yêu thích sự an toàn, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và hiệu quả tuyệt đối cho sức khỏe thì các bạn nên tin dùng viên uống Orinel Collagen. Thì một hộp như thế này thì nó sẽ có giá là 350.000 cho 30 viên. Còn nếu như bạn sử dụng liệu trình 3 tháng hay là 6 tháng thì cái giá thành nó sẽ ưu đãi hơn. Thì bạn có thể là liên hệ trực tiếp đối với Trang để được tư vấn về dòng sản phẩm này nếu như bạn thật sự muốn sử dụng. Nam hay nữ đều sử dụng được viên uống Orinel Collagen các bạn nhé. Liệu trình để chăm sóc làn da cơ bản, có nghĩa là bạn không gặp bất kỳ những cái vấn đề về nám da tàn nhang, thì chúng ta sẽ uống mỗi ngày 2 viên và uống liệu trình từ 3 đến 6 tháng tùy thuộc vào độ tuổi. Còn nếu như mà bạn đang gặp vấn đề về nám da tàn nhang hoặc là da lão hóa cần cải thiện đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái liệu trình khác nữa các bạn ha. Mỗi ngày bạn sẽ uống 4 viên và bạn sẽ uống trong cái liệu trình 6 tháng đầu, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu duy trì mỗi ngày 2 viên. Thì tùy thuộc vào làn da mà khi bạn gửi cho Trang xem đó, thì Trang sẽ tư vấn cụ thể hơn cho bạn để sử dụng viên uống này đạt được hiệu quả tốt nhất.
Thì thông thường là để bắt đầu một ngày mới thì bạn sẽ uống một viên, hoặc là bạn sẽ uống một viên nữa vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thì hai cái thời điểm thích hợp nhất để bổ sung viên uống O'Neil Collagen, một là vào buổi sáng, bạn uống sau ăn sáng 30 phút, và buổi tối là trước khi đi ngủ 30 phút các bạn ha. Và bạn có thể uống vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng đây là thời điểm tốt nhất và Trang muốn chia sẻ đến các bạn để sử dụng viên uống O'Neil Collagen đạt được hiệu quả tốt nhất. Thì thông thường thì Trang sẽ uống 2 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút các bạn ha. Thì rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần lấy cái dạng viên này ra rồi bạn uống cùng với nước lọc là được rồi các bạn ha. Và khi mà chúng ta có lịch đi công tác hay là du lịch nè, bạn cũng hoàn toàn dễ dàng mang theo, rất là tiện lợi, không cần phải quá cầu kỳ và chúng ta không phải là quên sử dụng hoặc là phải pha ra đâu các bạn ha. Thì hai viên Orinel Collagen như thế này đã đủ cho cái độ tuổi của các bạn từ 30 đến 40 tuổi cần cung cấp collagen cần thiết cho cơ thể của mình. Khi uống collagen thì các bạn nhớ uống cùng với nước lọc, và chúng ta uống nhiều nước lọc một ly á thì nó sẽ tốt hơn các bạn ha. Thì đây là dòng collagen thủy phân cho nên nó dễ dàng hấp thu vào bên trong cơ thể của mình và cho hiệu quả tối ưu nhất. Nếu như các bạn đang quan tâm về một dòng collagen để sử dụng an toàn cho sức khỏe của mình, hay là bạn tặng mẹ, tặng người thân, thì bạn nên đồng hành cùng với viên uống Ordinal Collagen. Bạn liên hệ với Trang để được tư vấn về dòng sản phẩm này các bạn nhé. Và nếu như bạn yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.